Chủ đề video hôm nay, em sẽ hướng dẫn anh chị lại cái cách chụp ảnh màn hình trên điện thoại Samsung chỉ với một chạm. Thì hơn một tháng trước em đã có làm ra cái video này rồi, nhưng cái video đó là có một số đánh giá là quá mờ, những cái cô chú anh chị lớn tuổi nhìn không rõ. Thì trong cái video này em sẽ chỉ lại và giúp cho những cái cô chú lớn tuổi nhìn thấy rõ hơn cái cách làm. Và cái cách làm nó rất là đơn giản như sau. Đầu tiên thì cô chú và anh chị vào một cài đặt. Đây, đầu tiên mình vào cài đặt. Sau đó mình kéo lên. Mình chọn vào cái mục hỗ trợ cái hình người dang tay nè. Đấy. Và mình bấm vào chữ hỗ trợ. Sau đó mình chọn vào cái mục tương tác và thao tác. Các cô chú và anh chị lưu ý chọn vào cái mục tương tác và thao tác, bấm vào đây. Thì khi mà mình bấm vào đây, nó sẽ xuất hiện một cái dòng gọi là menu hỗ trợ và mình tiến hành tích lên. Thì khi mình tích lên thì ở đây nó có cái menu như thế này. Và ở đây nó có xuất hiện một cái ảnh chụp màn hình và ở trong đây nó có rất là nhiều tính năng. Nhưng em chỉ cho các cô chú và anh chị cái cách sử dụng mỗi cái phím này thành cái chụp ảnh màn hình thôi. Như sau, khi mà mình bật cái menu hỗ trợ ra như thế này thì mình sẽ thấy ở đây nó có một cái menu và mình tiến hành tích vào khoảng trống này, không tích vào cái chỗ tích xanh này lên mà mình phải chọn vào cái chữ menu hỗ trợ này, mình tích vào đây. Sau đó mình chọn cái dòng đầu tiên là tùy chọn menu hỗ trợ, tích vào. Thì ở đây á nó có rất là nhiều cái dấu đỏ, thì mình chừa mỗi cái chỗ ảnh chụp màn hình thôi, đây chừa mỗi cái chữ này thôi và mình tích bỏ hết. Lưu ý chích tích từ từ và chừa mỗi cái ảnh chụp màn hình thôi. Còn nếu như mà mình lỡ mình tích bỏ luôn thì sao? Không sao, nếu mà mình tích bỏ, mình quên tích bỏ hay mình tích xanh vô đây, ở đây nó có cái chữ ảnh chụp màn hình ở dưới này và mình tích xanh nó lại lên trên đây lại, không sao cả. Đấy, mình tích bỏ hết, chừa mỗi cái ảnh chụp màn hình và chừa mỗi cái ảnh chụp này thôi. Sau đó mình tích trở về. Anh chị lưu ý tích trở về. Đó, bây giờ mình muốn chụp màn hình. Đây, chụp màn hình. Bấm một cái là nó đã chụp. Rất là đơn giản. Sau khi nó chụp, nó sẽ hiện ra một cái thông báo như thế này. Cậy nó sẽ ẩn đi trong vòng 1 giây hoặc là hơn 1 giây một xíu. Và cái bảng này có thể tắt nó đi luôn cũng được, nhưng anh chị nên để làm gì? Ví dụ như anh chị chụp nè, chụp màn hình nè, nó xuất hiện cái cửa sổ như thế này thì ở đây nó hiện hình cây viết, mình tích vào đây. Và sau đó mình có thể là chỉnh cái khung hình mà mình vừa chụp nè, mình chỉnh cái khung hình. Đấy, sau đó mình bấm lưu. Thì nó sẽ ra một cái khung hình rất là nhỏ gọn đẹp xinh. Đây là cái hình mà lúc mà mình chưa sửa. Còn đây là cái hình mà lúc mình đã sửa. Rất là đơn giản. Và có một số cô chú khi bật lên rồi, nói cái này nó nằm đang coi phim, nó chán quá, muốn tắt nó đi. Tại vì chụp ảnh màn hình cũng ít sử dụng, thì muốn tắt nó thì lại vào chỗ cũ thôi. Nghĩa là mình vào cài đặt. Sau đó mình chọn vào cái mục là hỗ trợ và chọn vào cái mục tương tác và thao tác. Đây, chọn vào cái mục tương tác và thao tác. Thì cái chỗ menu hỗ trợ mình bật lên thì mình tắt nó đi, chỉ có vậy thôi. Rất là đơn giản. Và cái video này ai xem cũng làm được. Thì cái video này em làm cũng tương đối là nó dài 4 5 phút. Nhưng các cô chú còn bình luận là làm vậy là đã quá nhanh, xem không kịp. Thì nếu mà cô chú xem không kịp thì cô chú làm như sau. Ví dụ như cô chú vào cái kênh YouTube này và cô chú gõ chữ Giang Huy 93 vào mà cô chú xem không kịp, cái đây là hướng dẫn dành cho những người lớn tuổi. Đây, nếu như cô chú xem không kịp, để nó bỏ quảng cáo. Đây, để chuẩn bị bỏ quảng cáo. Nếu như mà cô chú xem không kịp thì cô chú làm như sau. Nó xuất hiện video như thế này nè. Cô chú bấm vào ba chấm ở đây. Đây. Bấm vào ba chấm. Sau đó cái chỗ là tốc độ phát
cô chú bấm vào bình thường nè, và cô chú chọn 0,75 thôi cho cái video nó phát chậm lại là cô chú sẽ xem làm được. Còn nếu như á mà xem xong á thì mình lại chọn vào ba chấm và mình chọn tốc độ phát, sau đó mình lại chọn là bình thường là cái video nó lại trở lại bình thường. Và trong quá trình mình xem, mình nên đẩy cái video mình nằm ngang như thế này nè, và mình lấy cái tay mình phóng cái màn hình ra cho nó to như thế cho nó dễ nhìn đấy. Thì cô chú lưu ý mà tua qua này, khi mà mình đẩy ngang vậy này là mình rất là dễ nhìn luôn, tại cái khung hình nó to, nó bình thường nó nhỏ vậy nè, cô chú có thể lấy tay zoom nó ra cho nó full hết màn hình luôn. Và như đây như thế này là dễ nhìn nè đấy, cô chú có thể đọc được, nhưng mà vậy là rất là khó nhìn, chữ rất là nhỏ đấy. Nên là cô chú xem á, cô chú nên để cái điện thoại nằm ngang như thế này để cho nó dễ nhìn. Và video này nó rất là ngắn gọn và nó rất là dễ hiểu. Mong cô chú anh chị xem thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh giúp em. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video gấp tiếp theo.